một giai điệu cũng rất quen thuộc khi tôi thử đàn cho bạn nghe. VK106 Yamaha với cái màu mà nó hơi đậm như thế này là hiếm hơn cái màu mà nó sáng hơn, và màu vàng sáng thiên về sáng, còn cây này là thiên về nâu hoàng đậm. Tôi nghĩ là nó gần giống với VK106B. 106B thì thường nó có cái màu này nhiều hơn. Âm thanh rất là vừa, rất là đều màu sắc, nó tươi sáng và trong cao. Và tôi nghĩ rằng là về âm thanh chắc chúng ta không có gì phải phải lo lắng về cây đàn vì tôi vừa chơi các bạn nghe. Về hình thức rất là đẹp, mặc dù series nó không cao lắm, và với đầu series 2 triệu 6. Thế nhưng mà với một không gian gia đình mà chúng ta thiên về sử dụng nội thất màu gỗ và đặc biệt là cái màu gỗ tự nhiên, thì các bạn hãy lựa chọn cây đàn kiểu như thế này, và cứ với cây đàn như này đặt vào thì nó sẽ tôn với vẻ đẹp gia đình lên rất là nhiều. Và tôi chỉ lưu ý cái vấn đề đó. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để chúng ta cùng xem. Màu sắc âm thanh các bạn thấy rất là đều, phím rất chắc, và tôi nghĩ cây đàn này còn rất là mới. Cảm ơn các bạn.